bên dưới cống này có cái gì không nhỉ? Cống khô hết rồi, nhưng mà không thấy cái chai lọ nào cả. Nhím, cậu đi đâu đấy? Hey you! Ai gọi tớ đây? Ai đây? Là tớ đây, bạn Trang đây. Mà cậu đi đâu lại cầm cái túi đen to thế? Hôm nay tớ đang cầm cái túi này để đi nhặt rác cậu ơi. Tớ đi nhặt ve chai ấy, những cái chai nhựa rồi lon nước ngọt đi để bán đi lấy tiền mua kẹo. Mà sao tự nhiên cậu trốn từ đâu ra đây? Cậu theo dõi tớ phải không? Không phải theo dõi, tớ đi khoe với cậu là tớ vừa đập cái túi trứng ra được cái con voi to khổng lồ này đấy. Đây là con voi á? Đúng rồi. Sao trông nó làm gì có giống con voi? Thì đây, hai cái tai to, cái vòi dài, lại còn có cái đuôi đằng sau. Chả là con voi thì là con gì? Tại cái con này nó không có chân, tớ lại cứ tưởng nó là con gì. Mà con này có bán sắt vụn được không? Sẽ bán sắt vụn thế nào? Đấu bông này làm sao mà bán sắt vụn được? Chỉ có nhặt vỏ chai, sắt vụn, sắt thép thì mới bán được thôi. Ôi giời, mấy con gấu này bé tí tí, cậu cứ làm quá lên á. Hôm trước tớ nhặt ở bãi rác nha, nó có một con gấu còn to bằng người tớ cơ. Thế nhưng mà tớ chả thèm nhặt. Cậu bốc phẹt nó vừa thôi. Bãi rác ai lại người người ta lại đi vứt gấu to đùng ở bãi rác làm gì? Cậu không tin, cứ đi ra với tớ mà xem. Tớ cũng đang định đi ra bãi rác xem có cái chai nào không để tớ nhặt đây này. Đây này, đây này, bãi rác đây này. Thấy chưa? Con gấu bông to khổng lồ luôn. Không nhặt các bạn ơi. Sao ai lại vứt một con gấu bông to như thế này ra đây nhỉ? Con gấu này trông vẫn đẹp như thế này cơ mà. Đầu nó bị hơi bị rách một tí thôi cơ kìa. Đâu? Đấy, trên đầu cơ kìa. À đúng rồi các bạn ơi, cái đầu của nó bị tung ra. Bên trong có bao nhiêu bông này. Ui, kiến nó lại còn bò vào trong này nữa cậu ơi. Thôi, nhưng con gấu bông này người ta vứt đi thùng rác rồi, đừng có nhặt về. Nó lại còn bị mất một mắt rồi cơ kìa, còn mỗi một mắt thôi. Ui, đúng rồi đấy. Tớ hay xem ở trong những cái bộ phim mà nhặt gấu bông về nhà. Có nhiều điều kinh dị lắm cậu ơi. Ui, nghĩ đến thôi mà sợ hết cả gai ốc. Thôi, cậu đừng có nhặt con gấu bông đi nữa. Tìm xem là có cái chai hay lon nước ngọt được không? Nhặt cho tớ với. Chai là lon nước ngọt à? Ở đây tớ toàn thấy túi bóng, túi bóng, túi bóng, túi bóng, túi bóng là túi bóng thôi. Ồ, có cái gì xanh xanh này cậu ơi? Cái này là cái gì nhỉ? Trông mới mới. Trông như kiểu là một cái thùng xe ấy. Thùng kiểu thùng chở rác cậu ơi. À đúng rồi, mấy cái mà nó màu xanh xanh ý là xe chở rác nó hay màu xanh xanh ý. Thế sau giờ chắc là cái xe này nó chở rác đến bãi rác này để nó đổ. Thế là người ta đổ rơi cả cái thùng này luôn cậu ạ. Rơi cả cái thùng chở rác nè. Ơi nhưng mà nhím ơi, dưới chân tớ có cả cái thanh gì nhựa nhựa này. Cái này cậu có lấy không? Nhựa bán cũng được cậu ơi. Thế thì ở đây có mấy thanh? Ui, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái thanh coi cậu ơi. Nhiều quá. Mà mấy cái thanh này nhìn trông nó cứ kỳ lạ sao sao ấy. Hay đây có phải là mấy cái hàng rào không cậu nhỉ? Phải không bạn gấu? Để đây tôi xem nào. Hình như thế rồi. Đây là người ta làm hàng rào đây này. À đây xong còn có cái, cả cái chỗ nối vào nhau đây này. Khúc nối á? Đúng rồi, đây 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 đây. Nó nối để xem sao có nối không nào. Nối không nối được nhỉ? À đây đây. Nó phải như thế này. Sao khó thế nhỉ? Đây, người ta nối vào như thế này này. Chắc là để dựng thành một cái hàng rào, bên trong là một cái nông trại gì đấy. Cậu thử tìm xem xung quanh, mắt cậu Tinh có thấy cái gì nữa không? Tìm xung quanh à? Ở đây toàn thấy vỏ bim bim với cả hộp sữa thôi các bạn ơi. Hộp sữa là giấy, không bán được đâu. À, tớ nhìn thấy mắt của con gấu rồi cậu ơi. Đây có phải là mắt của con gấu này không? Yes. Thế là tớ đã tìm được mắt cho bạn gấu này rồi nhá. Nhím ơi. Cái gì cơ cậu? Tớ lại phát hiện ra có một cái thùng xe nữa này. Đây có phải là cái thùng chở rác không cậu? Không phải, cậu nhìn bên trong nó kìa. Một con gì? Khủng long, cổ dài, ăn cỏ. Đây như là một cái xe chở động vật à? Bên trong lại có cả một con khủng long này. Nó còn dài, cổ nó còn dài quá. Thế là nó còn đang thò cái đầu ra đây này. Mà trông cái này với cái này trông màu giống nhau nhá. Cũng có cái bánh xe màu đỏ, cái thùng màu xanh. Nó còn móc được vào nhau này. Hai cái này nối liền được này. Đấy hình như là không phải cái xe chở rác cậu ơi. Trông giống như một cái gì nhỉ? Giống một cái toa tàu. Đúng rồi, một cái toa tàu các cậu ơi. Toa tàu á? Ui, tàu bình thường là người ta có nhiều toa lắm. Nó cứ nối thành một cái hàng dài như này này. Thế nhưng mà sao ở đây lại có mỗi hai cái toa nhỉ? Tôi nhớ ra rồi. Đây không phải là hàng rào đâu.
đây này, à, là đường dây đúng không? Đây là những cái đường dây mà vừa khít luôn này. Để tớ thử tìm xem xung quanh đây xem còn có cái toa tàu nào nữa không nhá. Ở đây có một cái đôi giày cậu ơi. Nhím ơi, có phải hôm trước cậu bảo là cậu bị mất giày đúng không? Đây có phải là đôi giày của cậu không? Không quen lắm. Thế nhưng mà đôi giày đấy bong hết đế rồi. Thôi vứt đi đi, tìm tiếp toa tàu đi Trang ơi. Tìm khắp từ nãy tới giờ mà vẫn không được thêm cái nào. Hay là ở đây hết rồi, không còn nữa đâu cậu ơi. À, tớ biết có một chỗ có thể tìm được rất nhiều những cái toa tàu như thế này cậu ơi. Đó là một cái nhà ga bỏ hoang mà hôm trước tớ vừa mới phát hiện ra. Cậu có thích đi nhà sát vụn ở đấy không? Nhà ga bỏ hoang à? Đúng rồi. Ở đây có những cái toa tàu à? Có rất nhiều những toa tàu khổng lồ luôn. Đi theo tớ, tớ sẽ dẫn cậu ra đấy. Lại đây Nhím ơi, vào trong đây này. Cậu nhìn thấy gì chưa? Rất nhiều những cái khoang tàu bị bỏ đây. Ồ, chỗ này là người ta bỏ đi à? Cái này to chưa này? 1, 2, 3. Ui nhiều lắm luôn cậu ơi. Wow, cả một khu rộng lớn luôn. Thế này á, tớ có thể tìm được bao nhiêu xác vụn ở đây đây cậu ạ? Bọn mình thử bắt đầu tìm ở cái khoang tàu này xem. Ok, let's go. Ây, như là một cái đầu tàu đúng không cậu? Đúng rồi, cái này dùng để kéo các toa tàu đấy. Cậu tìm bên kia, để tớ tìm bên này nhá. Ok, để tớ tìm cuối, còn cậu tìm phía đầu nhá. Trong này có cái gì đó không? Không có, bên này không có gì cả. Ở đây cũng không có cậu ạ. Ui, nhưng mà nhìn cái bánh xe của nó to khổng lồ chưa kìa. Thôi bây giờ tớ với cậu chia ra, mỗi người tìm một toa đi. Ok. Cậu tìm bên phải nhá, còn tớ sẽ tìm bên trái. Dưới cái toa màu xanh này có không nhỉ? Phía này cũng không có gì. Công nhận là cái bãi này rộng thật Trang ơi. Người ta bỏ đi bao nhiêu những cái chiếc toa tàu to khổng lồ luôn. Thấy chưa? Chắc chắn ở đây cậu sẽ kiếm được nhiều thứ hay ho đó. Bây giờ tớ sẽ thử đi tìm xem có những cái miếng sắt vụn nào hay là có cái toa tàu nhỏ nhỏ nào không nhá. Chỗ này có một cái toa này, cũng to to này. Dưới này có gì không? Để tớ tìm bên này. Ok, cậu cứ nhìn bên đấy đi. Tớ đã bảo rồi mà, ở đây có nhiều thứ hay ho lắm. Tớ phát hiện ra có cái gì ở bên dưới cái khoang tàu này này. Nhím ơi, lại đây mà xem. Để tớ thử vào đây lấy xem đây là cái gì. Ui, nó tít ở bên dưới cái khoang này luôn các bạn ạ. Một cái gì đó như kiểu là cái mũi gì đó nhọn nhọn cậu ơi. Như kiểu là một cái cây nến ấy. Thế còn ở trong này là cái gì đây? Ui, con tàu này nó to khủng khiếp đấy cậu ơi. Đây là cái gì ấy cậu ơi? Có bánh xe màu đỏ này. Nhím ơi, tớ tìm thêm được một cái toa tàu nữa cậu ơi. Hình như là trên toa tàu này đang chở than hay sao ấy, thì mới có màu đen như thế này. Đây này, ở đây nó cũng có một cái móc nối để nối với những cái đoạn tàu vừa lúc nãy đó. Còn cái này là cái gì? Sao cậu tìm được nhiều đồ thế? Bên này của tớ. Ở dưới gầm cái đầu tàu này cũng có một cái gì đó này. Cái gì đây nhỉ? Trang ơi, tớ tìm được cái này hay lắm. Cái gì thế? Đây không phải là toa tàu, mà đây là một cái đầu tàu. Đầu tàu này, nó có cái mũi đầu đây này. Ồ đúng rồi. Cái này ấy, là nó sẽ kéo theo các cái toa này đi phía sau. Nó sẽ móc vào như thế này này. Đấy. Tớ hiểu rồi. Thế là bây giờ mình có đầu tàu này, đường có toa tàu và đường dây rồi. Thế còn cái này, lắp vào đâu? Cái này tớ không biết. Hãy bọn mình ra thử lắp ghép xem nó có ra cái gì không đi. Bây giờ để tớ thử lắp ghép vào nhá. Ok. Xem cái đường dây này nó sẽ như thế nào này. Đây là chạc chữa chữ Y này. Đây mà, chỗ này liệu có đủ cái đường dây không nhỉ? Cậu thử lắp vào xem. Tớ nghĩ là đủ đấy. Ở chỗ này có những cái vòm cong cong nữa này. Nhưng mà chúng mình không có hình mẫu thì làm sao mà lắp ghép được nhỉ? Hay là cái này lắp ghép thế nào cũng được? Tớ nghĩ là thế nào cũng được đấy. Thêm một cái cong cong nữa đi. Nó sẽ tạo thành một cái vòng tròn là được thôi mà. Đấy. Ui, to đấy cậu ạ. Tiếp theo này. Nó sẽ vòng như thế này. Sau đó được nối lại với một nhau. Một cái đoạn đường dây rất là to và dài. Nối vào với nhau bằng những cái đoạn đường thẳng. Thank you.
Cậu nhìn thấy chưa? Tớ đã lắp xong cái đường ray rồi. Bây giờ mình sẽ lắp nốt cái con tàu này nha. Lắp con tàu này, chúng mình sẽ chỉ cần nối các toa lại với nhau là được đúng không? Đầu tiên sẽ là toa. Toa này là toa chở hàng sẽ chở sau cùng. Đầu tiên là sẽ là cái toa chở người và toa chở động vật trước cô ạ. Đúng rồi, toa chở động vật sẽ đứng đầu tiên này. Nối chỉ cần mình nối vào đây này. Nhưng mà các cậu nhá, phải nhìn nhá. Cái đường bánh xe là nó phải ở trong đường ray nhá. Nếu mà ngoài đường ray là con tàu này sẽ bị chật và sẽ không thể đi được. Đây này, đây chính là cái đầu kéo này. Bây giờ để tớ thử bật nhá. Cái này sẽ đi vào đây này, sau đó nó sẽ đi một vòng tròn xem nào. Thử bật đi, thì con tàu này có chạy được không? Ui. Nó phun cả khói luôn này. Wow. Đẹp lắm luôn các bạn ơi. Wow. Đoàn tàu chở động vật đang đi nè. Trên tàu của nó đúng là đầu xe lửa luôn. Bên trong còn có lửa đỏ này và có khói này. Bây giờ tớ muốn nó đi theo cái vòng này thì sẽ làm như thế nào nhỉ? Tí nữa chờ nó đi qua đây, tớ sẽ điều chỉnh cái đường ray ở bên này. Đường ray nào? Đây này, cái này này, mình có thể điều chỉnh hướng của nó này. Đấy. Để cho nó đi thành một vòng tròn đúng không? Bây giờ tớ sẽ không cho nó đi đây nữa mà sẽ cho nó đi thành cái vòng tròn này nhá. Mình sẽ uốn cái này ra đây. Are you ready? Okay, here we go. Wow. Đấy. Con tàu đã đi thành một vòng tròn rồi này các bạn ơi. Wow. Ơi, mình không muốn nó đi vòng tròn nữa, mình sẽ cho nó đi thẳng nhá. Sang bên này. Không được rồi, nó lại đi vòng tròn rồi các cậu ơi. Cái bánh xe này nó cứ nhảy tưng 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 cho các cậu ơi. Ôi, trời ơi, một cái khoang chở động vật đã bị rơi ra mất rồi. Đấy nhá, may mà hôm nay có tớ chỉ cho cậu cái khu ga tàu cũ bỏ đấy thì cậu mới kiếm được một cái đoàn tàu dài to đẹp như thế này đấy. Trang ơi, hôm nay trời cũng tối rồi, thế thì để hôm khác tớ với cậu đi nhặt tiếp đi.